Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài phân tích Hãy tránh xa Trung Quốc như tránh dịch với Thanh Trang. Hãy tránh xa Trung Quốc như tránh dịch, bài phân tích và nhận định của cánh cò, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi. Vậy là Trung Quốc đã lộ hẳn bộ mặt lừa đảo trước thế giới. Phải nói là virus Vũ Hán góp phần làm cho sự thật phơi bày với Tây Phương khi nhiều nước trước đây vẫn u mê trước đồng tiền của Trung Quốc. Trước nhất là Anh Quốc, Thủ tướng lên tiếng một cách trực diện với Trung Quốc khi họ phát hiện những bộ test đến từ Trung Quốc đã nhiễm virus tàu. Không biết là Bắc Kinh cố cài cắm vào hay không, nhưng bán cho Anh những bộ kit gây nguy hiểm cho người dân vốn đang đau khổ vì virus như vậy là hành vi khó tha thứ nếu không muốn nói là vô nhân tính. Tây Ban Nha, nước có nhiều người chết cao nhất khi mua bộ kích thử nhanh từ Trung Quốc đã phát hiện chỉ có 30% là chính xác, số phần trăm còn lại sẽ là nguy cơ tiềm ẩn cho cả nước này. Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Cộng hòa Séc cũng cùng hiện trạng như Tây Ban Nha, độ chính xác kích thử nhanh chỉ có 30% và các nước này đã gửi trả lại toàn bộ cho Trung Quốc. Riêng về khẩu trang, Hòa Lan thu hồi 600.000 khẩu trang không đọc tiêu chuẩn mua của Trung Quốc. Tất cả những bê bối này cho thấy Trung Quốc vẫn là nước chuyên giả mạo sản phẩm, lại còn tỏ vẻ phúc hậu và quan tâm trước nỗi đau của thế giới, nên báo chí và hệ thống truyền thông nhiều nước Tây Phương hiện đang cảnh báo sự thật này. Nước Đức tiên phong đánh động về sự lừa lọc của Trung Quốc và khuyên can chính phủ hay dừng lại mọi thương vụ với Trung Quốc sức mạnh của báo chí phương tây dĩ nhiên là mạnh mẽ vì chúng được người dân tin dùng và được bảo vệ bởi hiến pháp trong khi đó việt nam tuy chưa có ai chết vì dịch nhưng báo chí lại không phản ánh được những gì nguy hiểm còn hơn virus tàu đó là hành vi bao vây kiềm chế áp lực gây hấn và thậm chí xỏ mũi lãnh đạo cộng sản việt nam trong nhiều thập niên qua trung quốc đã kiềm chế việt nam bằng sức mạnh mềm nhu lực là kinh tế khiến cho chính phủ Việt Nam ngày càng bị trói chặt vào mối tương quan mua bán với phương Bắc. Trung Quốc mua khá nhiều sản phẩm của Việt Nam, nhưng bù lại họ cũng bán không ít vật dụng, trong đó có hàng phế thải cho Hà Nội. Mua bán qua lại có lợi rất lớn cho cán bộ cao cấp, những người được lại quả sau khi ký những hợp đồng mua bán với Trung Quốc. Người dân không lấy làm lạ khi dịch vụ Hán lan tràn khắp thế giới, chính phủ ra lệnh cách ly toàn xã hội, thì Bộ trưởng Thương binh Xã hội lại lên tiếng xin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho 8.400 nhân công từ Trung Quốc được làm việc trở lại tại Việt Nam. Trung Quốc không hề sợ hãi dư luận quốc tế vì sau vụ virus tàu, tổ chức WHO đã lôi ra bộ mặt nhấp nhúa của những kẻ ham tiền bất chấp lời thề Hippocrates mà những nhân viên làm việc trong tổ chức này đã từng thề thốt. Hu đã tiếp tay với Trung Quốc giấu giếm con số tử vong thật và trì hoãn việc công bố tình trạng khẩn cấp nhằm giúp cho Trung Quốc che đậy hàng chục ngàn xác chết tại Vũ Hán và nhiều nơi khác nữa. Trung Quốc đã lừa cả hệ thống chính trị Việt Nam qua các hiệp định biên giới để cấm cản Hà Nội không có quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Hàng ngàn người từ phương Bắc tràn xuống Việt Nam đang ám ảnh cả chế độ một trận đại dịch sắp sửa bùng nổ. Vậy mà Việt Nam vẫn chưa tỉnh thức. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Bỏ qua những lời hào nhoáng đậm chất đảng của hai bên, người dân không tin bất cứ lời nào phát sinh từ Trung Quốc. Bởi hầu như cùng lúc sáng ngày 2 tháng 4, 2020, tàu đánh cá của ông Trần Hồng Thọ, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt hải sản trên hải phận Việt Nam. Tám ngư dân mất tích và sau đó một ngày Trung Quốc trao trả lại các nạn nhân cho Việt Nam như một hành động ban ơn mặc dù những ngư dân này đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam. Chiều 3 tháng 1, 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, trả lời một hãng thông tấn rằng việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc đâm vào tàu của ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép là hành động chấp pháp bình thường. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cần làm gì trước những hành động chấp pháp bình thường này? Do đã chìm lúng quá sâu vào mối quan hệ chính trị với Trung Quốc, nên tuy biết Bắc Kinh điệu giả và trơ tráo, Hà Nội vẫn quyết chí nín nhịn cho tới lúc đất nước này hoàn toàn bị Bắc Kinh khống chế. Trong trận đại dịch đang xảy ra, nếu Việt Nam không khéo tránh dần những cái bắt tay của Trung Quốc, thì nước này cũng không có cách gì gây hấn thêm trên các mặt trận quân sự và kinh tế. Về quân sự biển Đông không còn là ao nhà của Trung Quốc khi Mỹ công khai ra mặt trợ giúp Việt Nam. Về kinh tế, hãy chọn niềm đau một lần này để xa lánh đồng nguyên dơ bẩn có rất nhiều thị trường tiềm năng chưa khai thác hết như Europe, Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ. Việt Nam cần lưu tâm thay vì cứ chấp nhận là tay sai của Trung Quốc. Không có tình hữu nghị nào có lợi cho đất nước bằng sự tỉnh táo của chính phủ. Nếu ngay từ bây giờ Việt Nam cách ly với Trung Quốc hiệu quả như đang cách ly nhân dân trước dịch bệnh cúm tàu thì lúc đó đất nước có thể ăn mừng thoát khỏi con virus Bắc Kinh. Xin thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đổn tối nay đến đây xin tạm ngưng. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn tv. Nam Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.